chơi hết rồi lên núi hoặc là đi thăm bà con rồi nữa đó, nên không còn ai ở trong thành phố rồi. Mình cũng sẽ đi lên núi chơi rồi, thân mời các bạn theo tụi mình lên núi chơi luôn nha các bạn. Cái này là xe train, xe điện nó chạy trong phố là không tốn tiền. Ok. So. Come with me to a trip to Banff. The mountain, eh? Mountains. Mm-hmm. Go to the mountain. Yes, go to the mountains. Okay. I love mountains. Come with me. On it, but it's first time. Take it on the bus for the first time? Yeah, first time on it. Bus. He doesn't want to let you go. But you know what? You can buy the ticket on the phone. You know, the ticket on the phone. So. Right, take it on the phone. Then you show the phone to the bus driver. Yeah. Here you go. Back. But it's the first time, right? First time. New bus. Okay, now. Here we go. The mountains. Here we go. Chơi nha các bạn. So the